Bạn, các bạn ơi, hôm nay mình thèm bánh da lợn. Mình làm theo cái công thức mới nha các bạn. Làm ít đường thôi, đường phèn nè. Đó, mình trộn bột theo công thức mới. Nó rất là ngon luôn, nó mềm, thật là mềm luôn các bạn. Nó mềm mà nó ráo. Hình trái tim. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp nha, cùng đồng hành nha các bạn. Có 100 g đậu xanh rồi, mình rửa sạch. Mình bỏ vô đây là 250 lít nước lọc nha. Bỏ vô đây một chút xíu muối. Bây giờ mình nấu lên. Nấu cho nó bắt lửa lớn, cho nó sôi lên rồi mình gạt lửa bớt nha các bạn. Sôi rồi mình hớt bọt nè các bạn, mình hớt bọt, mình lấy nắp mình đậy hùm lại, dặn lửa nhỏ xuống. Phần nguyên liệu của mình gồm có 100 g đậu xanh mình đã nấu xong rồi nè các bạn. Đây là 120 bột năng, 120 bột năng và 30 g bột nếp. Ở đây là 100 g bột năng riêng, dầu ăn nha. Còn đường, muối này thì để mình để ở trong trong lá dứa. Đây là nước cốt dừa nè, 200. Lá dứa này 300 nha, 300 ml. Còn này là 70 g, 70 g. Mình ăn đường ít lắm. Cho nên mình lại dùng đường phèn, mình dặn thêm một tí muối nha các bạn. Đây là muối là mình để bên lá dứa nè, tại vì lá dứa không có muối, còn đậu xanh hồi nãy mình nấu mình bỏ muối rồi. Bây giờ mình bắt cái nồi lên ha, bên đây qua bên đây, bắt một cái chảo này lên đó, mình cho lá dứa vô 300 ml nha các bạn, rồi mình cho đường phèn vô 70 g đường phèn thôi. Nhà mình thì không ăn đường nhiều đâu. Đây là muối, 3 g muối nè. Mình nấu cho đường tan nha. Cũng đã gần tan rồi, mình bỏ bột nếp vô mình quậy nha các bạn. Chưa có nóng đó. Lửa chưa có nóng. Mình làm theo cách này thì bánh nó mới để lâu, nó không có cứng các bạn. Mình cứ đánh cho nó tan đi rồi một lát mình lọc lại nha. Đường tan thì bột nó cũng đã chín. Ấm ấm chúng ta cũng đã tắt cái lò rồi đó các bạn. Bột nếp thì nó cũng đã sẵn rồi đó. Bây giờ chúng ta tắt lò đi ha. Chúng ta làm bước thứ hai. Ta bỏ bột năng vô. Bột 120 g bột năng vô nha. Chúng ta đánh tiếp. Chúng ta quậy tiếp nè. Bây giờ chúng ta cho bột qua rây nha các bạn. Mình làm như vậy nó không bị lóng đáy, bột nó không bị lóng lại. Mà ăn thì nó mềm, để lâu ăn nó mềm, để tủ lạnh ăn nó cũng mềm. Có nghĩa là chúng ta lấy trùng phân nửa đó. Rồi để qua một bên.
cho vô đây 2 muỗng dầu nè, các bạn quậy quậy lên. Hồi nãy mình bị sự cố mình không có quay. Các bạn quậy lên xong các bạn để cho bột nó nghỉ nha. Thay sinh tố mình bỏ hết đậu xanh vô đây, 100g đậu xanh mình nấu chín rồi nè. Bảy chục gram đường phèn, trong đậu xanh hồi nãy có muối rồi nha các bạn. Đây là 100g bột, bột năng, 200ml cốt dừa, cho dầu ăn vô luôn, đặng cho quay cho nó đều luôn nha các bạn. Đây là 2 cái ống vani, cho vô luôn. Rồi bắt đầu chúng ta quay. Các bạn nếu mà các bạn quay nhuyễn thì các bạn khỏi phải lọc lại, còn các bạn quay không nhuyễn thì các bạn phải lọc lại thôi. Sao vậy ta? Chưa cắm điện à? Cắm điện lộn. Đậu xanh này mình xay 2 lần, nó cũng kỹ rồi, mình khỏi có phải lọc nha các bạn. 2 phần bằng nhau. Rồi chúng ta đổ ra đây. Chúng ta chuẩn bị khâu khác. Bây giờ mình bắt đầu mình hấp nha các bạn. Thì mình hấp bằng những cái xua, cái khuôn silicon nhỏ nhỏ như thế này nè. Thì mình biết là những cái khuôn này nó không có dính nhiều nha. Bây giờ mình bắt đầu mình đổ vô nè. Đổ nhắm chừng nha các bạn. Cái này là nửa muỗng nè, nửa cái vá nhỏ như thế này. Mình đổ như vậy thì nó không có bị lóng bột, nó đều hơn. Rồi mình đậy nắp lại, mình chờ nha, chờ 3 phút sau đi. Đã trôi qua, mình đổ tiếp cái đậu trắng này nha các bạn, cái đậu xanh nè. Đổ không đều được các bạn ơi. Rồi bắt đầu mình đậy lại 3 phút nữa nha, 5 phút thì nó cũng đã chín rồi. Bây giờ mình làm tiếp cái màu xanh nha các bạn. Làm gì không đều.
bắt lại chờ nha. Chờ thêm 5 phút nữa nha các bạn. Nó cũng đã chín rồi, mình đem ra nha các bạn. Đem ra mình hấp cái khác. Là hấp lần hai nè các bạn. Mình thoa dầu xung quanh cái sỉnh nha, rồi mình bắt bếp lên cho nó nóng. Rồi đi qua đây thì mỗi một lần mình đổ là 2/3 chén bột như vậy. Hồi nãy mình đổ khuôn kia mình lười, bây giờ mình đổ khuôn này thì mình phải lường nó mới đẹp nha các bạn. Nó cũng đã nóng rồi nè, mình đổ vô nha. Mình tráng dầu vô cái khuôn đó các bạn. Cho nó đều. Cho nó chảy ra nó đã đều nha. Mình có thể bóc cái khuôn này mình cho nó chảy ra nè. Trong khuôn còn dầu. Cho nó chảy đều ra, nó đẹp. Giờ mình để đây 3 phút nha các bạn. Chuẩn bị lớp khác.